Pháp đều tốt cả, nghĩa là món ngon và giá rất là hợp lý, các bạn có thể về đây vui chơi với tôi. Tuy nhiên thì tôi nói các bạn, có nhiều vấn đề liên quan tới lực lượng 47 lúc nãy tôi nói. Tuy nhiên thì tôi thấy lực lượng 47 là tuyệt vời, bởi vì lực lượng này ngay từ lúc này đã công khai và chính thức tham gia cùng với anh em chúng tôi, cùng với nhân dân đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc và phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước. Đây là một điều tôi vô cùng quý, và tôi hy vọng rằng là lực lượng 47 ngày càng phát triển. Không phải chỉ 10.000 người đâu, mà có thể là hàng triệu người của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia vào việc đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Bởi vì các bạn đoàn viên thanh niên của quân đội nhân dân Việt Nam đều là một Facebooker, các bạn đều là một Facebooker cả. Thế thì bây giờ các bạn tham gia là quá tốt, tôi hy vọng là các bạn tham gia tốt, và dưới sự chỉ đạo cũng dưới sự điều hành của đơn vị các bạn, tôi hy vọng các bạn sẽ trở thành những người đấu tranh cực kỳ tốt. Thứ hai muốn nói các bạn cái gì ạ? Các bạn biết không, trong tất cả các cuộc đấu tranh chúng ta đều biết được rằng chúng ta quay qua quay lại chúng ta dòm thấy có đôi lúc những người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta là những người đứng ở phía của địch, vậy chúng ta phải làm sao? Đây là điều mà tôi đang rắc rối và tôi hy vọng là các bạn cũng hiểu được. Tôi cho rằng tổ quốc trên hết, và vì vậy cho nên bất kể là người thân hay bất kể là những người bạn bè, nhưng nếu không đứng về phía tổ quốc của chúng ta đều là kẻ địch của chúng ta. Đó là điều mà tôi muốn nói các bạn, và tôi nói với các bạn một điều rất là tâm đắc của tôi trong cái việc mà lực lượng 47 của quân đội nhân dân Việt Nam công khai cũng như là công nhận mình là một lực lượng đấu tranh trên mạng xã hội. Đó là quân đội nhân dân Việt Nam với cái trình của mình đã tham gia vào mạng xã hội và đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc để bảo vệ tổ quốc, thì mọi ngành mọi đoàn thể, trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người tự nhận là cánh tay đắc lực của đảng, phải có tiếng nói khi đảng bị tấn công. Và vì vậy cho nên là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải là người đứng đầu trong lĩnh vực đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Vì vậy tôi kêu gọi các đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các câu lạc bộ cựu chiến binh, hội cựu chiến binh tham gia vào các mặt trận đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Bởi vì tôi thương các bạn và tôi yêu mến, và tôi đặc biệt cảm thấy rằng chỉ khi tổng lực đoàn kết của tất cả mọi người chúng ta thì cuộc đấu tranh này trên mạng xã hội này và trên tất cả các cái sự xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch đối với đảng và nhà nước Việt Nam, thì với sự đoàn kết của chúng ta chắc chắn rằng tất cả những luận điệu xuyên tạc đó sẽ thất bại. Đó là những điều mà tôi muốn và tôi yêu cầu các bạn làm. Tôi yêu cầu các bạn là tại sao? Bởi các bạn mới chính là những người chính quy, chính thức và chính danh làm chính trị. Còn chúng tôi những người dân hộ các bạn. Nếu các bạn, những người đang lãnh lương của đảng và nhà nước Việt Nam là ai, là cái gì mà ủng hộ các bạn, hãy làm việc xứng đáng với nồi cơm của mình, hãy làm việc xứng đáng với danh phận là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy làm việc xứng đáng là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trước khi các bạn bị người ta
nói rằng các bạn trở thành những kẻ vô dụng, không biết đấu tranh. Chào, thân ái.